chúc mừng các bạn. Bữa nay con làm hai thứ số mango. Thì trước con làm một cái xôi bay với một cái với và một cái smoothie luôn. Thì trước là cái xôi bay. Thì bây giờ con phơi the mangoes. Oh, mình phơi chiếc ăn mangoes. Con ở đâu vậy? Trên đó, không ở dưới nữa. Ở trên nữa. Cô Linh khá hết rồi. Bye bye cô chú. Bye bye cô chú.